cái điều kiện mà nắng nóng như thế này đó em, thì có thể nói là cái cái hạt phấn của cái cây cây cam xoàn của mình đó nó dễ bị tổn thương dữ lắm. Mà hồi nãy rồi tôi phân tích là sốc đó, mà với nhiệt độ cao như thế này, thành ra cái chuyện trước tiên là em phải chống sốc cho nó một cái. Yeah. Thì hồi nãy anh Khải cũng có cái giới thiệu để cho em có thể sử dụng cái liều lượng sao rồi. Yeah. Rồi cái thứ hai đó là sau khi em chống sóc nó rồi thì em tăng cường thêm cái bo để tăng thêm cái sức sống cho cái hạt phấn để mà nó cho cái thụ phấn thụ tinh tốt thì ở đây thì em biết rằng cái bo đó là nếu mà em dùng những cái loại bo thông thường thì phải rất là cẩn trọng nó dễ gây ra gọi là cái ngộ độc bo dữ lắm bởi vì giữa cái ngưỡng thiếu và ngưỡng thừa nó rất gần nên tốt nhất thì em sử dụng những cái loại mà bo hữu cơ thì cái chỗ này chắc anh Khải cũng cho biết cái cái hai bo rong tôi nghĩ rằng nó sẽ an toàn hơn trong trường hợp mà em tấn này muốn sử dụng bo thì nên, nên nên nên, khuyến cáo cái đó còn bây giờ cái vàng lá thì vàng lá chứng tỏ rằng cái bộ rễ nó kém phát triển mà tôi thấy em ở đây là ở vị thủy thì có thể là đất nó cũng hơi chua nữa đó thành ra cái chuyện em tăng cường bổ sung vôi cho nó để nâng cái ph nó lên rồi sau đó kích thích cho cái rễ nó phát triển hồi nãy tôi nghe anh khải cũng có cái giới thiệu cái cái rút queo well để mà cho cái bộ rễ nó, nó 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 phát triển đó bởi vì nó em biết rằng nó vàng là bởi cái bộ rễ của nó ăn phân không có được nên em điện phân vô nhiều tôi biết em cũng trồng cây thì em cưng lắm rồi chắc chắn là cho ăn nó đầy đủ chứ không thể nào tôi nói rằng em thiếu phân được cả mà em bón đầy đủ mà cái miệng nó đau nó ăn không được hay là miệng nó ít nó ăn không không hiệu quả thì rõ ràng là bây giờ em phải sửa từ cái chỗ đó. Có thể là nó bị chua, có thể là nó bị sốc ở trong đó và đồng thời em tăng cường cái bộ rễ nó thì tôi nghĩ rằng nó sẽ lấy được dinh dưỡng tốt hơn và nó xanh trở lại. Yeah. Yeah.